Đường đi từ làng Minantu đến thị trấn Niangu khoảng 1 giờ đi xe. So với Nibagan thì thị trấn ở đây khá nhộn nhịp, phát triển hơn. Không có cảnh sắc nhẹ nhàng, thị trấn Niangu khá nhộn nhịp, có phần sôi động. Buổi chiều, chợ Bagan hay còn gọi là chợ Niangu không còn đông, nhưng nhiều gian hàng còn bán hàng, chủ yếu là các hàng trầu cau và đồ lưu niệm. Các gian hàng bán đồ lưu niệm ở chợ Niangu chủ yếu là vải thổ cẩm, các vật phẩm tôn giáo. Giá bán hàng lưu niệm ở đây cũng phải chăng nhất so với những nơi khác ở Myanmar. Bạn cũng nên trả giá để có những món đồ với mức giá tốt nhất.